Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 4 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công bố quyết định bổ nhiệm tân giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên. Phát triển đô thị xanh thông minh, đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương là quan điểm mục tiêu được đặt ra trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phương án xử lý bố trí tài sản công để tránh lãng phí khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sẵn sàng các hoạt động quảng bá xúc tiến tiêu thụ cho vụ nhãn năm 2024. Tai nạn giao thông ở Hưng Yên 6 tháng đầu năm tăng cả 3 tiêu chí. Thị xã bị hào cưỡng chế giải phóng mặt bằng cho cụm công nghiệp làng nghề Hòa Phong. Chiều nay, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2024. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trên cơ sở đề nghị khen thưởng cấp nhà nước của các cơ quan, đơn vị cho 12 tập thể, 25 cá nhân, sau khi thẩm định hồ sơ và tổng hợp ý kiến của cơ quan hữu quan, các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh thảo luận, đánh giá và biểu quyết thông qua danh sách đề nghị khen thưởng năm 2024. Thống nhất có 7 tập thể, 10 cá nhân đủ điều kiện tiêu chuẩn, trong đó có 2 tập thể, 10 cá nhân đủ điều kiện tiêu chuẩn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 5 tập thể đủ điều kiện đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc sở. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tới dự và trao quyết định. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam trao quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Kiền, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, thời hạn 5 năm từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Đức Kiền tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm công tác, nỗ lực cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, công chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đoàn kết thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ, là đơn vị có vai trò quan trọng phải giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm. Đồng chí tân giám đốc sở cần nỗ lực cố gắng phát huy kết quả thành tích kinh nghiệm trong quá trình công tác để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông báo tổ chức kỳ họp thứ 21 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên ấn định tổ chức kỳ họp thứ 21, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, trong 2 ngày rưỡi, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7. Kỳ họp khai mạc lúc 8 giờ ngày 10 tháng 7 tại hội trường trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024, và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các ngày diễn ra kỳ họp được Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên truyền hình trực tiếp. Vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Tại các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 21, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 tại 13 điểm, có 76 lượt cử tri phát biểu với nhiều nội dung và nhiều lĩnh vực. Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, nông nghiệp thủy lợi, giao thông, xây dựng, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Cử tri đề nghị cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm tình trạng ô nhiễm sông, hệ thống thủy lợi, xử lý nghiêm tình trạng doanh nghiệp xả khói, nước thải ra môi trường, kịp thời xử lý rác thải tồn đọng tại các điểm tập kết. Đề nghị đơn vị cấp nước sạch, cấp nước ổn định và đảm bảo chất lượng cho người dân, có biện pháp kiên quyết xử lý các trường hợp thuê đất, bán đất trái thẩm quyền, xử lý nghiêm xe chở quá tải, sớm phê duyệt quy hoạch khu chăn nuôi tập trung ở một số địa phương. Đề nghị có giải pháp phù hợp do việc chi trả tiền trợ cấp cho các đối tượng, bảo trợ xã hội, người nghèo, người cao tuổi, cô đơn qua tài khoản ngân hàng còn bất cập. Xây dựng Hưng Yên thành đô thị toàn tỉnh theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và trở thành thành phố trực thuộc trung ương
đó là một trong những nội dung quan trọng trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Quy hoạch xác định quan điểm phát triển Hưng Yên theo hướng đô thị xanh thông minh dựa trên kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại kết nối với thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng. Tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thông minh, giàu bản sắc văn hóa, là nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 khoảng từ 60 đến 65% và đến năm 2050 khoảng 80%. Theo đó, sẽ đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với phát triển kinh tế đô thị, phát triển các khu đô thị lớn sinh thái, thông minh, hiện đại. Thời đại là gì? Thời đại là phải đô thị thông minh. Thời đại là phải đô thị là xanh, thời đại là phải là một cái đô thị mà gắn với lại cái hệ thống là sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ cao. Tất nhiên là không phải chỉ có một đô thị là cái thành phố Hưng Yên, mà đó là cả một cái chùm hay là một cái chuỗi đô thị, nhưng đều phải tôn trọng những cái đấy. Trong cái hệ thống đô thị đó có những cái đô thị mà xuất hiện với tư cách là dẫn dắt phát triển và cạnh tranh toàn cầu. Cái này là Hưng Yên bắt đầu có cách nhìn như thế. Tôi đọc trong là xuất hiện cái này nên phát huy cái này, đô thị hóa của Hưng Yên ấy. Cho tôi cho là cơ hội nó đặt ra là cực lớn. Mà làm đô thị thì Hưng Yên ấy, cái lợi ích phát triển của Hưng Yên ấy nó rõ rệt hơn rất là nhiều. Nó thành một cái địa chỉ ở tầm quốc gia, cho quốc gia này. Phương án phát triển đô thị của tỉnh Hưng Yên theo mô hình mạng lưới đa cực tích hợp với các đô thị trung tâm và đô thị hỗ trợ. Hình thành các cấu trúc phát triển đô thị giai đoạn đến năm 2030, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 1 với 18 đô thị, gồm một đô thị loại 1 là thành phố Hưng Yên, hai đô thị loại 2 là thành phố Mỹ Hào và thành phố Văn Giang, hai đô thị loại 3 là thành phố Văn Lâm và thành phố Yên Mỹ, cùng ba đô thị loại 4, 10 đô thị loại 5. Đến năm 2037, tỉnh Hưng Yên cơ bản đáp ứng tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương. Ba đô thị trung tâm đó là thành phố Hưng Yên là trung tâm của tỉnh và vùng phía Nam, đóng vai trò trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ của tỉnh. Kết nối về phía Bắc với huyện Kim Động, phát triển đô thị sinh thái, du lịch dọc sông Hồng, kết nối về phía Đông với huyện Tiên Lữ, phát triển dịch vụ, khoa học, đào tạo và khởi nghiệp. Đô thị Văn Giang là đô thị trung tâm vùng phía Bắc, phát triển theo hướng sinh thái, thông minh, hiện đại, khai thác hiệu quả các đường vành đai 3,5, vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, kết nối với khu vực phía Đông và phía Nam của thủ đô và đóng vai trò thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía Bắc của tỉnh. Đô thị Mỹ Hào là đô thị trung tâm vùng phía Bắc, phát triển theo hướng đô thị công nghiệp, dịch vụ, thương mại và nhà ở theo hướng thông minh, hiện đại, phát triển gắn với hệ thống hạ tầng khung quốc gia trong hành lang công nghiệp đô thị của tỉnh, gắn với phát triển logistics các huyện ở phía Đông Nam. Nhiều giải pháp về xây dựng thể chế, huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí quỹ đất cho việc phát triển đô thị của tỉnh Hưng Yên được đặt ra. Trong đó có việc xác định danh mục các dự án tập trung ưu tiên thu hút đầu tư với chủ yếu là các siêu đô thị quy mô vốn hàng chục nghìn tỷ đồng như khu đô thị dịch vụ thể thao 1.300 ha tại thành phố Hưng Yên, khu đô thị bảo tồn văn hóa phục dựng phố Hiến xưa 1.800 ha. Nhằm tránh thất thoát lãng phí về tài sản công khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, song song với việc kiểm tra rà soát các yếu tố sáp nhập về tổ chức, con người, huyện Khoai Châu chỉ đạo các địa phương chủ động xử lý bố trí các công trình tài sản công một cách hợp lý. Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thành Công xây dựng được gần 20 năm. Mặc dù phương án xây dựng trụ sở mới đã được xã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, ngay sau khi nắm được chủ trương xã sẽ sáp nhập với xã Nhuế Dương thành xã Nguyễn Huệ và đặt trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại xã Thành Công, thì công trình đã dừng triển khai nhằm có phương án phù hợp với tình hình thực tế cũng như con người sau khi sáp nhập, tránh lãng phí sau này. Sau khi sắp xếp xong đơn vị hành chính, trước mắt chúng tôi cũng tận dụng cái nhà văn hóa cũ tạm thời để bố trí cho các cái bộ phận để thực hiện các cái công việc, đảm bảo cái chỗ để sinh hoạt cho hai đơn vị sau khi sáp nhập.
Nếu như trước kia xã Nhuế Dương thường phải tổ chức các hội nghị tại đình làng, thì khi sáp nhập với xã Thành Công, nhân dân cũng như các tổ chức đoàn thể sẽ có địa điểm nhà văn hóa được xã Thành Công mới xây dựng khang trang, to đẹp để hội họp. Khi sáp nhập xã Thành Công và Nhuế Dương, các công trình như trụ sở làm việc, trạm y tế, trường học được giữ lại tiếp tục sử dụng. Riêng trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nhuế Dương sẽ dự kiến chuyển thành trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã. Nhân dân thì cũng rất là phấn khởi nếu mà được sinh hoạt có cái nhà văn hóa mới. Mong rằng là nhà nước bố trí sắp xếp các cái công trình công cho nó phù hợp, cho nó hợp lý, tránh gây lãng phí. Huyện Khoái Châu có 10 xã thị trấn thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025, trong đó có nhiều tài sản trụ sở làm việc thuộc nhà nước quản lý, bao gồm trụ sở ủy ban, nhà văn hóa, trường học và trạm y tế. Trong đó các xã có trụ sở làm việc cũ sau khi chuyển về đơn vị hành chính mới sẽ được chuyển thành trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự xã hoặc trụ sở Công an xã. Các công trình công khác vẫn tiếp tục được giữ lại sử dụng. Đối với lại xã Nhuế Dương, chúng tôi cũng đã đưa vào quy hoạch các cái công trình cơ sở vật chất, ví dụ như là nhà văn hóa, trụ sở công an, trạm y tế. Sau đó thì có cái chủ trương của các cấp về việc sắp xếp đơn vị hành chính thì chúng tôi cũng tạm dừng các cái công trình tránh gây cái lãng phí. Việc bố trí lại tài sản nhà đất, công trình công sau khi sáp nhập cần được thực hiện một cách hợp lý và sử dụng có hiệu quả, tránh xảy ra thất thoát lãng phí tài sản nhà nước. Sự chủ động định hướng xây dựng phương án xử lý ngay từ sớm hiện nay giúp cho huyện Khoái Châu thuận lợi trong công tác sáp nhập, không loay hoay xử lý tài sản dôi dư sau này. Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới thời điểm thu hoạch nhãn chính vụ. Để việc xuất bán được thuận lợi, hiện các nhà vườn hợp tác xã cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang để mạnh chăm sóc nhãn, chuẩn bị các khâu chế biến, cũng như có một số hoạt động quảng bá, xúc tiến tiêu thụ, sẵn sàng cho vụ nhãn năm 2024. Ngoài nhãn quả tươi, sản phẩm long nhãn, những năm trở lại đây, long nhãn ôm sen được thị trường rất ưa chuộng. Nắm bắt nhu cầu này, từ năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn Viracri Việt Nam mạnh dạn chế biến mỗi năm 60 tấn quả, tương đương với trên 6 tấn long nhãn. Với việc sử dụng 100% máy móc công nghệ cao như kho lạnh, máy rửa, máy sấy điện đã giúp sản phẩm sản xuất ra đến đâu được tiêu thụ hết đến đó. Năm nay, công ty mạnh dạn đầu tư thêm máy sấy, nâng tổng số thành 3 máy sấy với công suất 1,5 tấn một ngày. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, sẵn sàng cho vụ nhãn năm 2024. Toàn bộ những cái nguyên liệu nhãn mà chúng tôi thu mua của bà con ấy thì đều phải đạt cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Khi bà con đạt được những cái tiêu chuẩn đấy cộng với những cái tiêu chuẩn phân loại quả của công ty thì là bà con sẽ đạt được cái giá thành thu mua của chúng tôi nó cũng cao hơn từ 10 đến 15% so với giá thị trường. Thay thế nhãn vườn tạp thành các giống nhãn đặc sản như hương chi, đường phèn, củi cổ đã giúp 28 thành viên của hợp tác xã nông nghiệp xanh Phú Hiến, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên năm nào cũng tiêu thụ thuận lợi cho sản lượng và hiệu quả kinh tế cao. Ước vụ nhãn năm 2024 này, hợp tác xã thu khoảng 100 tấn quả. Dù còn hơn một tháng nữa mới vào thời điểm thu hoạch, song hợp tác xã đã nhận được nhiều đơn đặt hàng của khách hàng trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi cũng đang làm mẫu mã để tạo lên những cái hình ảnh đặc sắc đa dạng để đưa đến tay khách hàng. Ngoài những công tác đó ra thì chúng tôi cũng đang quảng bá hình ảnh nhãn nồng Hưng Yên trên các trang mạng xã hội, tiếp cận nhãn Hưng Yên tới các đơn vị trong tỉnh và tỉnh bạn. Tỉnh Hưng Yên có trên 4.000 hectare nhãn cho thu hoạch. Trong đó, có trên 1.000 hectare nhãn đã được chứng nhận Việt Gáp, 20 vùng trồng nhãn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Dự kiến năm nay, sản lượng thấp hơn các năm trước do ảnh hưởng của thời tiết, song để nâng cao hiệu quả kinh tế, tiêu thụ được thuận lợi, các địa phương và cơ quan chức năng một mặt hướng dẫn hợp tác xã, nhà vườn tập trung chăm sóc để nâng cao chất lượng sản phẩm, một mặt đẩy mạnh việc xúc tiến tiêu thụ nhãn cho nhân dân. Trước tiên là nâng cao cái chất lượng
của cái quả nhãn, hỗ trợ hợp tác xã là tham gia các cái hội chợ. Bên cạnh đấy thì thành phố cũng đã tích cực hỗ trợ cho các cái hợp tác xã, nhà vườn cũng như là các hộ dân về cái bao bì để đem ra tiêu thụ trên thị trường. Bên cạnh việc chủ động quảng bá, giới thiệu nhãn quả tươi, sản phẩm từ nhãn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã giao cho các cơ quan chuyên môn lên kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nhãn cho bà con nông dân trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2024. Là những người nông dân nhạy bén trong việc chăn nuôi thủy sản, thời gian qua, các hộ trong hợp tác xã thủy sản Hưng Phát, xã Quang Hưng, huyện Phù Cử đã bắt tay nuôi thương phẩm tôm càng xanh. Đây là loại thủy sản dễ nuôi, ít chi phí đầu tư, dễ tiêu thụ, giá trị kinh tế cao. Là một trong những người gắn bó với nghề nuôi trồng thủy sản lâu nhất tại xã, năm 2018, anh Lưu Văn Dũng đã mua giống tôm càng xanh tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nuôi thí điểm. Thấy phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường nước tại địa phương, anh quyết định mở rộng trên ao bán nổi với khoảng 10.000 m2. Nhờ vốn hiểu biết tìm tòi về thủy sản, anh Dũng đã vận dụng nhiều kỹ thuật phòng bệnh, cho ăn, chăm sóc tôm trong quá trình nuôi. Bởi vậy tỷ lệ sống cao, đến nay tôm đạt kích cỡ 20 con trên 1 kg, sản lượng ước khoảng 5 tấn, với giá trên 220.000 đồng 1 kg. Với diện tích khoảng 8.000 m2, ước thu khoảng 3 tấn tôm, trừ tất cả chi phí, thu lãi gần 300 triệu đồng trên vụ. Nuôi tôm càng xanh thì nó đề kháng nó khỏe hơn, giảm thiểu về bệnh tật, thuốc mình đã giảm tới 50% thuốc so với cái nuôi tôm như ví dụ như tôm thẻ chân trắng. Giống tôm mình nhanh to, ít bị hao hụt hơn so với những cái tôm khác. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Hưng Yên phát hiện xử phạt gần 187 cơ sở có vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tổ chức hơn 370 đoàn thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với gần 6.200 cơ sở. Tuy số cơ sở được kiểm tra thấp hơn 12% so với cùng kỳ năm trước, nhưng số cơ sở được phát hiện không đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm lại tăng cao hơn. Cụ thể, phát hiện trên 1.400 cơ sở có vi phạm, chiếm trên 23%, cao hơn so với tỷ lệ 19% của cùng kỳ năm trước. Có 187 cơ sở bị xử phạt với số tiền gần 600 triệu đồng. Trong đó, nhiều nhất là Cục Quản lý Thị trường tỉnh kiểm tra 80 vụ, xử phạt 32 vụ với số tiền trên 290 triệu đồng. Công tác xử phạt tại tuyến huyện tiếp tục đạt kết quả thấp, mới chỉ có 20 cơ sở bị xử phạt, tổng số tiền xử phạt là 41 triệu đồng. Toàn tỉnh cũng tiến hành lấy gần 1.700 mẫu xét nghiệm, trong đó tỷ lệ mẫu không đạt là trên 4%. Trong 6 tháng đầu năm cũng xảy ra một vụ ngộ độc tại huyện Khoái Châu với 12 người mắc. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh Hưng Yên, 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 332 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người và bị thương 323 người. So với cùng kỳ năm trước, tình hình tai nạn giao thông ở Hưng Yên 6 tháng đầu năm nay tăng cả 3 tiêu chí, tăng 91 vụ, tương ứng tăng 38%, tăng 5 người tử vong, tương ứng tăng 6% và tăng 163 người bị thương, tương ứng tăng 100%. Riêng trong tháng 6, trên địa bàn tỉnh xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người tử vong và 38 người bị thương. So với tháng cùng kỳ năm 2023, tăng 5 vụ, giảm 4 người tử vong, tăng 18 người bị thương. Ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng các địa phương tập trung tuyên truyền, tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nhằm kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm. Sáng nay, thị xã Mỹ Hào tổ chức cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp đối với hai hộ dân ở thôn Hòa Lạc, xã Hòa Phong để thực hiện dự án cụm công nghiệp làng nghề Hòa Phong. Dự án cụm công nghiệp làng nghề Hòa Phong có diện tích gần 5,7 ha với 31 hộ dân có đất trong diện thu hồi cho dự án. Đến cuối tháng 6, còn 6 hộ ở thôn Hòa Lạc với gần 7.600 m2 diện tích đất không đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ, không nhất trí bàn giao đất. Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào đã ban hành các quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ này. Qua quá trình tiếp tục tuyên truyền vận động, có thêm 4 hộ đã đồng ý nhận tiền bàn giao đất. 2 hộ còn lại phải cưỡng chế với tổng diện tích trên 900 m2. Cuộc cưỡng chế được thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người phương tiện. Sau cưỡng chế, Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.